Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Một hôm, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu và hỏi rằng: Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời: Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ. Đức Giê-xu nói với họ: Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-xu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với một tâm hồn của một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, các bài đọc của ngày Chủ nhật hôm nay nói với chúng ta giáo huấn của Thánh Kinh của Chúa Giê-xu về đời sống hôn nhân gia đình. Bài đọc thứ nhất là sách Sáng Thế, cũng như là bài tin mừng anh chị em vừa nghe đều nói về đời sống hôn nhân và gia đình. Anh chị em để ý sách Sáng Thế hôm nay trình thuật lại cho chúng ta chương thứ 2 của sách Sáng Thế. Vì thấy con người ở một mình không tốt, lúc ấy Thiên Chúa mới tạo dựng nên một mình ông Adam mà thôi. Thì Thiên Chúa mới tạo dựng lên các vật, muôn vật. Thiên Chúa là Chúa, Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời và dẫn đến con người. Nghĩa là đến ông Adam xem con người gọi chúng là gì, và hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời, mọi dã thú, nhưng con người không tìm được một người cho mình một trợ tá tương xứng. Vì thế Thiên Chúa để cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi, rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút ra từ con người làm thành một người đàn bà và dẫn đến cho con người. Con người nói: Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút ra từ đàn ông. Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ, và cả hai thành một xương một thịt. Vạn vật đều được Thiên Chúa tạo nên. Và nếu như chúng ta thấy trình thuật Thiên Chúa tạo dựng nên con người Adam, Thiên Chúa cũng lấy bùn đất mà tạo nên Adam. Đây là cách diễn tả của Thánh Kinh, không phải là y hệt như thế vậy. Bởi vì khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người cũng như vạn vật ấy, thì chưa có ai nhìn thấy cả. Mà Thiên Chúa tạo dựng trong chương trình của Ngài, vậy chúng ta cũng chỉ là thụ tạo dưới bàn tay của Ngài. Chúng ta không biết Ngài tạo nên chúng ta như cách nào.
Nhưng mà cách thế mà Thiên Thánh Kinh muốn nói đến đó là vạn vật cũng như con người chúng ta được tạo dựng nên với thân xác từ bụi đất, từ vạn vật, từ vật chất. Nếu như mà xét đến những cái nguyên tố hóa học ra thì ở đất ấy nó có đủ mọi thứ yếu tố, các thứ của vũ trụ. Và vì vậy thân xác của con người cũng như là thân xác của vạn vật được tạo nên từ những yếu tố tinh túy của vũ trụ. Có cái điều khác giữa con vật và con người đấy thì là con vật ấy thì được Thiên Chúa tạo dựng với cái sự sống tự nhiên. Còn con người khi mà Thiên Chúa tạo dựng nên thì Thiên Chúa thổi hơi vào. Thổi hơi đây là thổi thần khí, thổi sự sống của Thiên Chúa vào cho con người. Còn dựng nên người phụ nữ thì lại còn kỹ càng hơn nữa, lấy cái yếu tố đã được dựng nên từ người đàn ông là Adam, rút ra một cái xương của các ông, của ông Adam, rồi thì lấy thịt mà đắp vào, trong lấy đất mà đắp vào, lấy thịt mà đắp vào, không biết là khoét chỗ nào của ông mới đắp vào. Mà nặn đẹp đẽ nhẫn nhặn, thành ra các bà đẹp hơn các ông, còn các ông nặn từ đất thì nó cũng xù xì rỗ rĩ. Thế mà đưa đến anh chị em để ý cái trình thuật trong sách Sáng Thế, khi mà đưa các con vật đến cho ông Adam thì ông Adam đặt tên cho chúng và không thấy có con vật nào, có loài vật nào tương xứng với mình. Dù là những con vật to lớn như con voi, con hay là mạnh mẽ như con hổ, con sư tử, hay là dễ thương như con chiên, con bồ câu, thì ông Adam cũng thấy là không có phù hợp, không có tương xứng với mình. Nhưng mà khi mà đưa bà Eva đến cái là ông ấy không chê một tí nào cả. Ông nói thế phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Vì vậy đấy, người nam và người nữ quyến luyến với nhau. Đấy, anh chị em thấy con cái anh chị em nó lớn lên rồi, nó quyến luyến với nhau rồi. Có những đám nó yêu thương nhau rồi, nó không rời nhau ra được. Đấy. Bố mẹ có gỡ mãi nó cũng không chịu ra. Nó cứ đòi gắn vào với nhau rồi. Giam hãm nó từ năm này sang năm khác thì nó cũng cứ yêu nhau rồi phải cưới nhau thì mới được. Yêu thế thì cưới cho bằng được, khi cưới rồi thì lại tìm cách này gỡ ra cho bằng xong ấy. Vì vậy đấy, Chủ nhật ngày hôm nay đấy, giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho đời sống hôn nhân gia đình, để vợ chồng được ý thức về cái sự tương hợp của mình giữa vợ chồng với nhau, gắn bó một xương một thịt với nhau, không thể tách rời ra được. Gắn vào thì dễ mà để mà tách ra thì khó. Nếu anh chị vào làm hôn phối, các thứ thủ tục hôn phối tôi vẫn thường nhắc đấy, bây giờ các thứ thủ tục hôn phối giáo hội yêu cầu để chuẩn bị học giáo lý các thứ rồi thì tiến hành thủ tục điều tra rao thì nó mất khoảng thời gian hơn 1 tháng, 3 tháng là đối với những người dự tòng đến 6 tháng thôi. Vừa học giáo lý, vừa điều tra, vừa rao, vừa tiến hành các thủ tục ấy là khoảng như những người dự tòng bắt đầu nhập đạo thì 6 tháng, còn người công giáo thì 3 tháng, học hành xong hết rồi cần rao thì 1 tháng thôi đủ. Đấy là nhập vào, cái thủ tục mà tách ra thì không biết đến bao giờ. Mà không tách ra được ấy, đã thành sự là hôn nhân đã hợp pháp rồi. Và là hôn nhân thành sự hợp pháp ấy, thành sự và hoàn hợp ấy, thì không có cái quyền bính trần gian nào có thể tháo gỡ được nữa. Thành sự có nghĩa là cử hành theo đúng thể lệ của giáo luật của hội thánh. Hoàn hợp ấy là vợ chồng ăn ở với nhau nên một xương một thịt với nhau rồi. Về lời Chúa ngày hôm nay nhắc cho chúng ta, chính Chúa Thiên Chúa, rồi chính Chúa Giêsu nhắc lại cho chúng ta về cái định luật mà Thiên Chúa đã đặt để nơi chính con người chúng ta, để vợ chồng yêu thương nhau, gắn bó chung thủy với nhau. Phần sau của bài Tin Mừng ấy, nó là phần phụ, nhưng mà chúng ta để ý, nó cũng không có tách rìa ra khỏi cái giáo huấn của lời Chúa hôm nay trong đời sống gia đình. Vợ chồng yêu thương nhau, gắn bó với nhau nên một xương một thịt với nhau thì sinh ra hoa trái của tình yêu là con cái. Và hôm nay Chúa Giêsu nhắc cho chúng ta Ngài yêu thương các trẻ nhỏ, và Ngài nhắc cho chúng ta nữa những người có
tinh thần, có tâm hồn như trẻ nhỏ thì mới đáng được vào nước trời. Tinh thần của trẻ nhỏ, tâm hồn của trẻ thơ đó là tâm hồn đơn sơ, trong sáng, vô tội, phó thác. Thì không phải là trẻ nhỏ mới có được cái tinh thần ấy, nhưng mà cái trẻ nhỏ thì nó đơn sơ ngây thơ thì đúng rồi, nhưng mà người Kitô hữu chúng ta đấy thì cần phải có đức tin trưởng thành. Đức tin thì trưởng thành, nhưng mà đời sống thiêng liêng, đời sống đạo lý đấy, đời sống luân lý đấy thì phải là trong sáng, như tâm hồn của trẻ nhỏ, như tâm hồn của các em bé. Và hôm nay đây chúng ta dâng thánh lễ dưới chân trong thánh đài của Đức Mẹ, chúng ta nhìn lên mẫu gương của Mẹ Maria. Ấy, một người phụ nữ bình thường được Thiên Chúa tuyển chọn để trở nên mẹ của Thiên Chúa, và với cái điều kiện ấy được Thiên Chúa thanh tẩy, được ơn vô nhiễm nguyên tội, được đồng trinh trọn đời, được xa tránh khỏi cái sự xâm nhập ô nhiễm của tội lỗi từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, không phạm tội nguyên tổ và cũng không phạm tội riêng nữa. Còn mình ấy thì sinh ra thì bị vết nhơ của tội nguyên tổ, nhưng mà mình đã được thanh tẩy qua bí tích rửa tội rồi. Mà rửa tội rồi thì lớn lên thì còn bé bé thì không có tội gì, nhưng mà lớn lên rồi thì lại sử dụng trí khôn thì lại phạm tội, mà nhiều khi tội nó còn tẩy đình hơn nữa đấy, tội này tội riêng, tội với ý thức tự do. Thì chúng ta mặc lấy cái tâm tình của người đơn sơ, bé nhỏ, hèn mọn, phó thác giống như Mẹ Maria ấy là được, mà nỗ lực cho đến trọn cả đời sống của chúng ta cũng chả được như Đức Mẹ, bởi vì Đức Mẹ được đầy ơn phúc, còn mình thì ơn nó vơi vơi không được đầy. Hơn nữa thì nhiều khi mình ấy, Chúa bảo mình làm điều này hay Chúa hướng mình đi đường này thì mình cũng không muốn theo, mình cứ muốn đi đường mình. Ca nhập lễ hôm nay đấy, đáng lẽ ra thì như là lời mà giáo hội cho chúng ta nghe chép ở trong này đây, là chúng ta được mời gọi là thực thi thánh ý của Thiên Chúa, bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Mà Mẹ Maria là người đã thực thi thánh ý của Thiên Chúa, luôn luôn bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta đang sống trong tháng 10, tháng kính Đức Mẹ Mân Côi. Chúng ta không những là chỉ nhìn, chiêm ngắm, học hỏi theo mẫu gương của Đức Mẹ, mà chúng ta còn được mời gọi thực hiện cái việc thực hành đạo đức mà Đức Mẹ trao lại, truyền lại cho chúng ta trong việc đọc kinh lần hạt Mân Côi, trong việc sử dụng cái phương thế mà Đức Mẹ trao cho chúng ta để nối kết chúng ta như một cái chàng chuỗi, nối kết chúng ta với nhau, nối kết chúng ta với Chúa, nối kết chúng ta với Đức Mẹ. Cái chàng hạt nó cũng giống như là cái mối dây liên kết, giống như sợi xích ấy, ràng buộc, buộc chúng ta lại, thắt chặt chúng ta lại. Vì vậy đấy, các cụ ngày xưa vẫn hướng dẫn cho chúng ta để mà có được một gia đình hạnh phúc, bình an, thì gia đình cầu kinh, gia đình an ninh, nhiệt tâm sùng kính Đức Bà, chẳng hề hư bất đời ta bao giờ, có lòng yêu mến Đức Mẹ, đọc kinh lần hạt chung với nhau. Chả nhẽ vừa mới đọc kinh xong để vợ chồng con cái này bỏ ra chửi nhau, cãi nhau à? Đọc kinh xong rồi thì thôi chứ. Hôm nay ca đoàn cũng muốn mừng kính trọng thể Đức Mẹ làm quan thầy. Hôm nay tôi thấy có ca đoàn là đẹp nhất và ngồi chỗ ngon nhất khắp tứ phương thiên hạ. Không á, không ngon. Đức Mẹ ở đây còn chẳng có mái che, nên mà ca đoàn có mái che thì còn gì nữa. Bây giờ mà mưa thì mọi người chạy, ông cha chắc cũng chạy, mỗi ca đoàn ngồi nguyên chỗ thôi. Ca đoàn Liên Hợp Quốc. Có ai là người Phêrô thủy giơ tay lên xem nào. Mấy người Phêrô thủy, ai là người Phêrô, con trai có đứa nào không? Không. Ai là người Phêrô thủy? Có một à? Có một cô ngồi góc kìa. Giơ tay lên cho mọi người thấy đi, đây là Phêrô thủy đây chúng tôi.
từ bà trưởng, từ các rì rì, có phải Phêrô Thủy không? Liên Hợp Quốc. Cái điều đó đấy, chúng ta cũng thấy là ân phúc mà Thiên Chúa dành cho cái đặc biệt nơi giáo họ của chúng ta. Được nhiều người yêu mến, được nhiều người cộng tác, được nhiều người tham gia. Danh sách mà những người mà Phêrô Thủy này thì hình như là được 120 mấy người đấy, tôi quên rồi, không biết đại khái thế, hơn 100 người thôi. Xứ chúng ta thì tương đối là đông giáo dân đấy, nhưng mà có mấy cái họ bé, họ này là một, Phêrô Thủy đấy hơn 100, họ bà Thánh hơn 100, họ Thánh Phanxicô hơn 100, họ Thánh Antôn hơn 100, đấy, 4 cái ông đấy là bằng nhau. Phêrô Thủy không đông hơn Phanxicô đâu, cỡ tương đương thôi, với bà Thánh thôi. Này mà chúng ta làm ngôi thánh đường nguy nga, đẹp đẽ, to lớn như thế này, đấy là cùng bao nhiêu sự công tác của bao nhiêu người, không phải gì trong giáo xứ, ngoài giáo xứ, hai giáo xứ, ngoài nhiều người công tác với chúng ta với ơn Chúa. Rồi để duy trì các cái sinh hoạt trong cộng đoàn, nơi thánh đường này ấy, thì chúng ta cần phải củng cố các hội đoàn, củng cố các ban ngành phục vụ, không phải chỉ ca đoàn mà thôi, còn các ban ngành phục vụ từ phòng thánh, lễ sinh. Lễ sinh đây cũng có mấy được vài em, hai em bé bé, hai em bé nhất đây là người họ Thánh Phêrô Thủy mà thôi, còn cũng Liên Hợp Quốc. Có hai em bé nhất đây là Phêrô Thủy. Đây có Phêrô Thủy không? Phêrô Thủy không? Đấy, họ Đức Bà với họ do với Phêrô Thổ với Phêrô. Rồi chúng ta tạ ơn Thiên Chúa với bàn tay yêu thương nâng đỡ của mẹ Maria để chúng ta sống đức tin với sự công tác của nhiều người như vậy. Đã củng cố các ban ngành đấy, kể cả ban hành giáo nữa, không? Ban hành giáo cũng rời rạc lắm, không biết. Mà ai cũng chẳng bầu được là ông Tùm Thái thì yếu, cũng cứ phải tiếp tục mà vậy này. Rượu dạo cũng no mà cánh. Vì vậy đấy thì chúng ta có cái cơ hội được quy tụ lại với nhau, chúng ta cầu nguyện cho giáo họ, cầu nguyện cho ca đoàn, cầu nguyện cho những người đang nỗ lực hiến thân phụng sự Thiên Chúa nơi công đoàn này với nhiều hy sinh. Nhiều khi không ai biết đến, nhiều khi lại là những cái sự hy sinh mà nhiều khi này còn là nhiều cái sự gọi là châm chọc. Để cho tất cả những cái nỗ lực của chúng ta trở nên của lễ, trở nên sự hiến dâng mà chúng ta kết hợp với hy tế của Chúa Giêsu, với bàn tay yêu thương của Đức Mẹ, chúng ta dâng lên Thiên Chúa để được Thiên Chúa đón nhận, Thiên Chúa chúc lành và nâng đỡ và chúc phúc cho tất cả chúng ta.